Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh MeTiDien. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh suy yếu lệch đông nên thời tiết có nhiều chuyển biến tốt. Lúc này ngoài trời vẫn nhiều mây và sương mù nhẹ nên nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 19 độ. Đến trưa chiều, miền Bắc trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ 24 đến 27 độ. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến cuối tuần và sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới mạnh tràn về. Lưu ý, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra rét đậm, rét hại rất cao ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Với miền Trung trong ngày hôm nay cũng nhờ ngày có thời tiết tốt, trời nắng, không có nơi nào có mưa nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh với mức nhiệt cao nhất từ 24 đến 26 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao từ 26 đến 28 độ. Ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Đến với hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, về chiều và tối sang đến sáng sớm ngày mai lại có những cơn mưa dông trái mùa rải rác. Chủ yếu khu vực các tỉnh ven biển miền Tây là những nơi có mưa vừa đến mưa to, với nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là từ 28 đến 30 độ, trời có nắng. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Trên biển ở phía Bắc của Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 4, không có mưa dông. Còn khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc lên mức cấp 4, cấp 5 và có mưa rải rác. Hiện nay, trên vùng biển phía đông nam của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Trong những ngày tiếp theo, cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền miền Trung Philippines, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.